rồi anh em nhá. Rồi, lên hình cho anh em họ bia bộ to đuôi xòe này các bác này. Đấy, chim thì chuẩn dáng ngũ trường các bác nhá, dài ngoằng. Đấy, em này thì đấu xòe chim rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đứng hot thôi đuôi lá vả này anh em này. Đấy, chim đẹp tuyệt vời luôn, hot tốt, bóng bộ đẹp các bác nhá. Cánh đuôi đầy đủ cả. Anh em mà nếu mà có về sách đi cà phê, cà pháo, kè trống mà đấu nhá các bác nhá thì là cánh đuôi ra cực kỳ vít luôn. Em này thì chuẩn chim già rừng các bác nhá, đẹp tuyệt vời. Đấy, giọng hót thì rất là ok. Đấy, em dùng sắp đầu mặt cho anh em này, một bộ đầu mặt siêu đỉnh luôn. Đấy, họa nét mỏ mỏng các bác nhá. Cho bác xem này, em này gọi là siêu đẹp. Thank you.